Sáng ngày 23 tháng 6, kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã diễn ra phiên trụ bị với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày mai, ngày 24 tháng 6, các đại biểu sẽ bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu 2 phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bầu 4 trưởng ban và các phó trưởng ban, ban kinh tế ngân sách, ban pháp chế, ban văn hóa xã hội, ban đô thị thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 cùng 5 phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 23 tháng 6, Bộ Y tế cho biết, trong 6 giờ qua, cả nước có thêm 80 ca mắc mới COVID-19 từ ca bệnh 13.783. đến 13.862 được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh 40 ca, Bình Dương 23, Bắc Giang 8, Hưng Yên 4, Lào Cai 2, Long An 2, Bắc Cạn 1. Trong đó 70 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến trưa cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 12.145 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.717 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 10.575 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Sáng ngày 23 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 dẫn đầu, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương. Theo đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra khu nhà trọ tại phường Bình Hòa, khu cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, phường An Phú, thành phố Thuận An, kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và đánh giá cao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thuận An đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đồng thời lưu ý địa phương cần thực hiện quyết liệt hơn nữa, nhưng không để người dân, công nhân, lao động lo lắng hoang mang. Trong đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 164 người mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó phức tạp nhất là ở Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, có 140 trường hợp. Ngày 23 tháng 6, Bộ Y tế đã có thông tin chính thức về việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19. Theo đó, yêu cầu vaccine trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp bắt buộc phải thử nghiệm lâm sàng trên người với 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 là giai đoạn quan trọng nhất. Cũng giống như thông lệ quốc tế, tất cả vaccine COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải tuân thủ thử nghiệm lâm sàng qua 3 giai đoạn, trên nguyên tắc đảm bảo 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch và quan trọng nhất là hiệu quả bảo vệ. Đến nay, Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện cho 4 loại vaccine COVID-19 bao gồm Comirnaty của Pfizer, A2D1222 của AstraZeneca, Sputnik V của Gamaleya, Vero Cell của Sinopharm cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, vaccine Moderna cũng đang trong quá trình xem xét phê duyệt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, doanh nghiệp vừa cách ly vừa sản xuất phải đáp ứng một số điều kiện như đã ký bản cam kết, đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch, đã đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc và có kết quả đánh giá là rất ít nguy cơ lây nhiễm hoặc nguy cơ lây nhiễm thấp. Đặc biệt, tất cả người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi được đưa đến nơi ở tập trung và không đi khỏi nơi ở tập trung và nơi làm việc trong suốt quá trình doanh nghiệp thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất. Sáng ngày 23 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phân bổ hơn 50 tấn hàng gồm rau củ quả và hàng chục tấn gạo đến các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát, các cơ sở y tế và người dân gặp khó khăn trong khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Đây là số hàng hóa của các địa phương gửi đến hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19, gồm tỉnh Vĩnh Long 10 tấn nông sản, tỉnh Đồng Tháp lương thực trị giá hơn 300 triệu đồng và tỉnh Lâm Đồng 55 tấn rau củ quả. Ngoài lượng hàng hóa thiết yếu trên, thành phố Hải Phòng còn gửi hỗ trợ khẩn cấp 10 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 1 tỷ đồng, tỉnh Bến Tre 500 triệu đồng. Góp phần cùng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong những ngày qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đồng Quang Vinh cho biết, Làng nghề xuất khẩu cá hố đặc sản của địa phương đang gặp khó khăn do đối tác Trung Quốc ngừng thu mua, khiến các chuyến hàng phải gửi trả lại hàng loạt. Hiện làng nghề xuất khẩu cá hố Cảnh Dương không xuất khẩu được 50 tấn cá hố. Nhiều tiểu thương chở cá lên cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh chờ quá lâu, khiến cá bị hư hỏng, phải chở lại về Quảng Bình bán với giá phế phẩm. Ông Vinh cho biết, mỗi ký cá hố lúc đánh bắt trên biển được mua với giá 120.000 đồng một ký, nhưng nay chỉ bán với giá rẻ mạt còn 5.000 đồng một ký làm thức ăn chăn nuôi, khiến người dân mất hàng chục tỷ đồng. Ngày 22 tháng 6, Nhà Trắng công bố kế hoạch cung cấp 55 triệu liều vaccine COVID-19 còn lại trong tổng số 80 triệu liều vaccine mà Mỹ đã cam kết nhằm giúp đỡ các nước khác, trong đó có Việt Nam. Khoảng 41 triệu trong số 55 triệu liều vaccine nói trên, tương đương 75%, sẽ được phân bổ cho các nước Mỹ Latin và Caribe, châu Á và châu Phi thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. 14 triệu liều còn lại sẽ được chia sẻ cho Colombia, Argentina, Iraq, Ukraine, Bờ Tây và Gaza. Kế hoạch này được thực hiện đúng theo cam kết của Tổng thống Joe Biden là hỗ trợ các nước tổng cộng 80 triệu liều vaccine COVID-19 do Mỹ sản xuất. Vaccine sẽ được vận chuyển ngay sau khi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm có đánh giá an toàn.